Những ngày gần đây, thông tin vải thiều Bắc Giang rớt giá do thương nhân Trung Quốc ngừng thu mua đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Bắc Giang mới đây đã khẳng định không có chuyện đó và giá vải thiều vẫn cao dù đang là cuối vụ. Theo ông Nguyễn Khanh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Bắc Giang, hiện nay đang vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch vải thiều, nên lượng vải thiều còn lại trong các vườn không nhiều, song giá vải thiều loại 1 vẫn ở mức khá cao từ 40 tới 50 ngàn đồng một ký. Vải thiều vẫn được tiêu thụ tốt qua cửa khẩu với giá cao. Tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, giá vải thiều trung bình là từ 30.000 tới 35.000 đồng một ký. Tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai, giá vải trung bình từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng một ký. Tuy nhiên, thời điểm cuối vụ nên lượng thương nhân Trung Quốc sang lục ngạn thu mua rút về nước đáng kể do mùa vải tại Trung Quốc năm nay đến sớm. Đây là lý do khiến cho giá vải giảm trong thời gian gần đây. Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bắc Giang, tính đến hết tháng 6, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ trên địa bàn tỉnh này đạt trên 60.000 tấn. Tổng số lượng tiêu thụ nội địa khoảng 42.000 tấn, riêng thị trường phía Nam tiêu thụ khoảng 15.000 tấn.